Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Hôm nay thứ bảy cuối tuần, Phúc chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống, luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình. Và đừng quên luôn luôn ủng hộ Đèn Gà Con của ca sĩ Phi Nhung, đó là Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung, cũng như hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Phúc tiếp tục cập nhật thông tin vui về Đàn Gà Con của ca sĩ Phi Nhung. Đó là thông tin về Tuyết Nhung. Mới đây thì Tuyết Nhung đã chia sẻ hình ảnh mới nhất của Tuyết Nhung sau khi em ấy cùng với mẹ từ Nha Trang trở về thành phố Hồ Chí Minh. Thì vào tối ngày hôm qua, Tuyết Nhung lại tiếp tục thông báo một thông tin vui. Đó là thông tin mà Tuyết Nhung đã làm một điều vô cùng đặc biệt. Việc làm thiện nguyện của Tuyết Nhung vô cùng ý nghĩa. Và trong chương trình này, Tuyết Nhung tham gia chương trình Hát để sẻ chia. Tuyết Nhung đã hát một bài hát, đó là ca khúc bài hát Khóc Thầm, một sáng tác của Lam Phương. Tuyết Nhung đã thể hiện trên đường phố quá tuyệt vời, cùng với rất là nhiều bạn trẻ thanh niên tham gia chương trình Hát để sẻ chia. Chương trình Hát để sẻ chia là một chương trình hoạt động thiện nguyện được các bạn trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh lập ra nhiều năm. Và giờ đây, chương trình này hoạt động với quy mô ngày càng lớn hơn, đặc biệt là rất đông đảo tầng lớp thanh niên thành phố Hồ Chí Minh tham gia cái chương trình này, nhằm mang lại những cái niềm vui, hạnh phúc cho những mảnh đời gặp bất hạnh, có điều kiện không may trong cuộc sống. Vì vậy, Tuyết Nhung tham gia chương trình Hát để sẻ chia là một chương trình vô cùng ý nghĩa. Trước đây, ca sĩ Phi Nhung cũng thường xuyên tham gia những hoạt động như vậy. Giờ đây, người đã đi xa, thì Đàn Gà Con, Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung tiếp nối sự nghiệp ca hát cũng như hoạt động thiện nguyện của ca sĩ Phi Nhung. Bởi vậy, Tuyết Nhung tham gia chương trình Hát để sẻ chia được rất là nhiều cô chú anh chị khen ngợi và ủng hộ, đặc biệt là giới trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh rất là ngỡ ngàng với việc xuất hiện của một cô gái, một cô ca sĩ rất là xinh đẹp, trẻ trung, năng động, đó là Tuyết Nhung. Bởi vậy, giờ đây hình ảnh của Tuyết Nhung được rất nhiều bạn trẻ thành phố đón nhận và khen ngợi về ngoại hình xinh đẹp, trò chuyện dễ thương, đặc biệt là giọng hát của Tuyết Nhung được rất là nhiều bạn trẻ đón nhận tham gia một chương trình Hát để sẻ chia, thì mọi người càng biết đến Tuyết Nhung nhiều hơn. Quỳnh Trang trước đây cũng tham gia chương trình này, hát được mọi người vô cùng yêu mến với thiên thần Bolero. Bởi vậy thì chắc chắn thời gian sắp tới, cô em Út đó là Thiên Ngân chắc chắn cũng sẽ tham gia cái hoạt động này. Vì hiện tại thì chưa thấy hình ảnh Thiên Ngân tham gia chương trình Hát để sẻ chia. Có thể là Phúc không thấy, nhưng biết đâu là Thiên Ngân cũng đã tham gia rồi. Không biết là Thiên Ngân có tham gia hay chưa? Cô chú anh chị nào chúng ta nếu đã thấy, đã xem được Thiên Ngân tham gia chương trình Hát để sẻ chia này thì có thể bình luận để chia sẻ, để Phúc được biết thêm. Và chúng ta thấy được là thời gian gần đây, Tuyết Nhung đã tham gia lần thứ hai Hát để sẻ chia. Và ca khúc mới ngày hôm qua đó là một sáng tác của Lam Phương với ca khúc Khóc Thầm. Tuyết Nhung đã thể hiện rất là tuyệt vời, quá tuyệt vời. Vì vậy, cô chú anh chị nào chúng ta chưa xem, chưa thấy được hình ảnh của Tuyết Nhung tham gia chương trình này thì có thể vào trang cá nhân của nhóm Hát để sẻ chia, có thể xem và nghe ca khúc Khóc Thầm, một sáng tác của Lam Phương được Tuyết Nhung thể hiện, đó là điều tuyệt vời. Và hiện tại thì tất cả khán giả, cô chú anh chị đang rất là mong chờ cái MV đầu tiên của Thiên Ngân kết hợp cùng với Quách Phú Thành
là một hot boy. Cả hai kết hợp lần đầu tiên ra MV. MV này là ca khúc về dân ca cũng như có kết hợp ca cổ. Vì vậy rất là nhiều cô chú anh chị đang chờ đợi MV này của Thiên Ngân cùng với Quách Phú Thành. Được biết Thiên Ngân và Quách Phú Thành sẽ công chiếu MV đầu tiên của cả hai vào ngày 30 tháng 3 sắp tới đây trên kênh YouTube của Thiên Ngân và của Quách Phú Thành. Vì vậy cô chú anh chị hãy vào đăng ký kênh của Thiên Ngân cũng như Quách Phú Thành để chờ đón xem cái MV mới của cả hai, sự kết hợp đầu tiên mà mọi người đang rất mong chờ. Đó là điều tuyệt vời. Còn Tuyết Nhung cùng với Giác Long thì hiện nay đang chuẩn bị tập dượt những cái ca khúc mà rất là nhiều cô chú anh chị đã gửi những cái bình luận comment đến với Tuyết Nhung và Giác Long trong mini show sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 5 tại phòng trà không tên. Đây là một chương trình rất đặc biệt, sự kết hợp đầu tiên mini show của Tuyết Nhung và Giác Long. Bởi vậy rất là nhiều cô chú anh chị mong chờ vì giọng hát của Tuyết Nhung cùng với Giác Long hát với nhau cũng rất tuyệt vời, rất ăn ý. Cả hai cũng rất đẹp đôi trên sân khấu. Giác Long là á quân của một cuộc thi tuyệt đỉnh song ca năm 2023, kết hợp với Tuyết Nhung được mọi người vô cùng yêu mến. Và mini show tại phòng trà đồng phòng trà không tên sẽ được cả hai tổ chức thực hiện vào ngày 9 tháng 5. Đó là điều tuyệt vời mà khán giả đang chờ đón Tuyết Nhung cùng với Giác Long cũng như MV của Thiên Ngân và Quách Phú Thành vào ngày 30 tháng 3 sắp tới đây. Và một thông tin cuối cùng Phúc muốn cập nhật gửi đến với cô chú anh chị, đó là tháng 4 cận kề, tháng kỷ niệm sinh nhật của ca sĩ Phi Nhung cũng như sinh nhật của Mạnh Quỳnh. Đây là một cặp đôi huyền thoại được mọi người vô cùng yêu mến. Năm nào cũng vậy, sinh nhật của Phi Nhung và sinh nhật của Mạnh Quỳnh luôn luôn cận kề và được fan ủng hộ rất là nhiều. Năm nay thì hiện tại fan của ca sĩ Phi Nhung, FC miền Bắc, rồi FC miền Tây vân vân cũng đang lên kế hoạch để tổ chức kỷ niệm sinh nhật cho ca sĩ Phi Nhung. Và một thông tin đó là vào ngày 13 tháng 4 sắp tới đây tại phòng trà không tên thì ca sĩ Mạnh Quỳnh sẽ tổ chức mini show, live show của Mạnh Quỳnh. Và kèm theo đó là có một số ca sĩ khách mời. Chắc chắn là ca sĩ khách mời được mọi người mong đợi như là Tuyết Nhung, Thiên Ngân là hai cô con gái của ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng như học trò của Mạnh Quỳnh. Thì sắp tới Mạnh Quỳnh sẽ thông báo về việc ca sĩ khách mời. Hiện tại hình ảnh poster chỉ có nam ca sĩ Mạnh Quỳnh, cũng giống như chương trình của Tuyết Nhung cùng với Giác Long show 9 tháng 5 tại phòng trà không tên. Thì Tuyết Nhung và Giác Long là hai ca sĩ chính trong chương trình, sẽ hát đơn ca song ca với nhau rất là nhiều bài, và kèm theo đó là ca sĩ khách mời. Như vậy ca sĩ khách mời chắc chắn là sẽ có Úc Thiên Ngân cũng như Yuno và Trường Sang hay là Trường Huy tham gia chương trình này, vì đàn gà con luôn luôn là sẽ ủng hộ và luôn luôn đoàn kết có mặt ở những show tham gia. Đó là điều tuyệt vời mà chúng ta thấy được đàn gà con luôn yêu thương với nhau. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.